Quý vị và các bạn thân mến, như vậy cả giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt đi xuống trong phiên giao dịch sáng nay, sáng ngày 8 tháng 9 năm 2020 do chịu sức ép từ đồng USD bất ngờ tăng mạnh. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng buổi tối ngày 8 tháng 9 năm 2020 được phát trên kênh Giá Cả Thị Trường của chúng tôi. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ điểm lại một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới trong ngày hôm nay. Phần tiếp theo là bảng giá vàng được cập nhật mới nhất vào lúc 17h45 phút chiều hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, trong phiên giao dịch sáng nay, cụ thể là vào lúc 10h58 phút ngày 8 tháng 9, giá vàng trong nước được SJC Hà Nội niêm yết ở mức 55,50 đến 56,32 triệu đồng trên lượng ở hai chiều mua vào và chiều bán ra, giảm 150.000 ở chiều mua và giảm 200.000 đồng trên lượng ở chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.550.000, bán ra 5.632.000. Tại SJC Thành phố Hồ Chí Minh, niêm yết giá vàng ở mức 55,50 đến 56,30 triệu đồng trên lượng ở hai chiều mua vào và chiều bán ra, giảm 150.000 ở chiều mua và giảm 200.000 đồng trên lượng ở chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.550.000, bán ra vẫn là 5.630.000. Trong khi đó, Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 55,75 đến 56,20 triệu đồng trên lượng ở hai chiều mua vào và chiều bán ra, tăng nhẹ 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua nhưng lại giảm 200.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.575.000, chiều bán ra là 5.620.000. Tại hai hệ thống pin Di Hà Nội và pin Di Thành phố Hồ Chí Minh, niêm yết giá vàng ở mức 55,75 đến 56,25 triệu đồng trên lượng ở hai chiều mua vào và chiều bán ra, giảm 150.000 ở chiều mua và giảm 200.000 đồng trên lượng ở chiều bán. Tại Bảo Tín Minh Châu, niêm yết giá vàng ở mức 55,75 đến 56,20 triệu đồng trên lượng ở hai chiều mua vào và chiều bán ra, giữ nguyên giá ở chiều mua nhưng lại giảm 150.000 ở chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.575.000, bán ra 5.620.000. Còn đối thị trường vàng thế giới thì sao? Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên đêm qua tại Mỹ giảm 1,6 USD xuống 1.928,5 USD trên 1 ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng giảm xuống gần 1.924 USD trên 1 ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 10 trên sàn COMEX New York giảm 1,6 USD xuống 1.924,6 USD trên ounce. Giá vàng thế giới phiên ngày thứ hai giao dịch khá ảm đạm khi nước Mỹ bước vào ngày nghỉ lao động. Trong thời gian gần đây, giá vàng chưa thể bật tăng trở lại do chịu sức ép của đồng USD bất ngờ mạnh lên và theo nhận định, đồng bạc xanh sẽ còn tiếp tục đứng vững, thậm chí tiếp tục tăng sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo EU rằng Anh có thể sẽ thực thi Brexit mà không cần đến thỏa thuận đã ký nếu EU không nhất trí với thỏa thuận thương mại tự do giữa hai bên vào ngày 15 tháng 10 tới. Như vậy thì giá vàng trên thị trường thế giới vào ngày mai có thể sẽ tiếp tục đi xuống. Giá vàng trên thị trường thế giới ở thời điểm hiện tại hiện đang giao dịch quanh mốc 1.914 đến 1.916 USD trên 1 ounce, giảm 10 đến 13 USD so với lúc mở cửa phiên này. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy giá vàng trong nước có bị ảnh hưởng hay không? Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được cập nhật vào lúc 17h45 phút chiều nay. Nhìn chung thì giá vàng SJC trong nước cũng duy trì đà giảm tương đối mạnh, dao động trong khoảng từ 50 đến 500.000 đồng trên một lượng tùy vào mỗi tổ chức. Đầu tiên là SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng. Chiều mua vào là 5.560.000, bán ra 5.640.000, giảm 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua và giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều bán. Tại SJC Hà Nội, chiều mua vào là 5.560.000, bán ra 5.642.000, giảm 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua và giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều bán. Tại Doji Hồ Chí Minh, chiều mua vào 55.710.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.240.000 đồng trên một lượng, giảm 150.000 ở cả chiều mua và chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.571.000, bán ra 5.624.000. Tại Doji Hà Nội, chiều mua vào 55.500.000 đồng trên một lượng, bán ra 56 triệu đồng trên một lượng, giảm 400.000 đồng trên lượng ở chiều mua và giảm 500.000 đồng trên lượng ở chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.550.000, bán ra 5.600.000. Tại hệ thống pin Di Hồ Chí Minh và pin Di Hà Nội, chiều mua vào là 5.570.000, bán ra 5.625.000, cùng giảm 200.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Đối với Phú Quý SJC, chiều mua vào 55.500.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.150.000 đồng trên một lượng, giảm 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua và giảm 250.000 đồng trên lượng ở chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.550.000, bán ra 5.615.000. Tại vàng Mỹ Hồng, mua vào 55.700.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.150.000 đồng trên một lượng, giảm 300.000 đồng trên lượng ở chiều mua và giảm 200.000 đồng trên lượng ở chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.570.000, bán ra 5.615.000. Tại Bảo Tín Minh Châu, chiều mua vào 55.550.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.050.000 đồng trên một lượng, giảm 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua và giảm 300.000 đồng trên lượng ở chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.555.000, bán ra 5.605.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số các ngân hàng. Ngân hàng Eximbank
chiều mua vào 55.450.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.050.000 đồng trên một lượng, giảm 250.000 ở cả chiều mua và chiều bán. Ngân hàng ACB mua vào 55.600.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.200.000 đồng trên một lượng, giảm nhẹ 50.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Ngân hàng Sacombank mua vào 55.400.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.500.000 đồng trên một lượng. Một số giá vàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng xem thêm vào bảng giá. Tiếp theo giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. SJC Đà Nẵng mua vào 55.600.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.420.000 đồng trên một lượng. Như vậy ở các tỉnh thành phố giá vàng duy trì đà giảm nhẹ, dao động trong khoảng từ 50.000 ở chiều mua và 100.000 đồng trên lượng ở chiều bán. SJC Nha Trang mua vào 55.590.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.420.000 đồng trên một lượng. SJC Cà Mau mua vào 55.600.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.420.000 đồng trên một lượng. SJC Bình Phước mua vào 55.580.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.420.000 đồng trên một lượng. SJC Huế mua vào 55.570.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.430.000 đồng trên một lượng. SJC Biên Hòa mua vào 55.600.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.400.000 đồng trên một lượng. SJC Miền Tây mua vào 55.600.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.400.000 đồng trên một lượng. SJC Quảng Ngãi mua vào 55.600.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.400.000 đồng trên một lượng. SJC Quy Nhơn mua vào 55.580.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.420.000 đồng trên một lượng. SJC Long Xuyên mua vào 55.620.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.450.000 đồng trên một lượng. Tiếp theo giá vàng bố số 9 và vàng nữ trang SJC. Giá vàng bố số 9 và vàng nữ trang SJC vào thời điểm hiện tại cũng giảm khá mạnh, dao động trong khoảng từ 83.000 đến 200.000 đồng trên mỗi lượng. Đầu tiên là nhận bố số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 53.450.000 đồng trên một lượng, bán ra 54.150.000 đồng trên một lượng, giảm 150.000 ở chiều mua và giảm 200.000 đồng trên lượng ở chiều bán. Mỗi chỉ vàng nhận bố số 9 ở chiều mua vào là 5.345.000, bán ra 5.415.000. Vàng nữ trang bố số 9 mua vào 52.950.000 đồng trên một lượng, bán ra 53.850.000 đồng trên một lượng, cùng giảm 200.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Mỗi chỉ vàng bốn số 9 ở chiều mua vào là 5.295.000, bán ra 5.385.000. Vàng nữ trang 24K mua vào 51.817.000 đồng trên một lượng, bán ra 53.317.000 đồng trên một lượng, giảm 198.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Mỗi chỉ vàng 24K ở chiều mua vào là 5.181.700.000 đồng, bán ra 5.331.700.000 đồng. Vàng nữ trang 18K mua vào 38.242.000 đồng trên một lượng, bán ra 40.542.000 đồng trên một lượng, giảm 150.000 ở cả chiều mua và chiều bán. Mỗi chỉ vàng 18K ở chiều mua vào là 3.824.200.000 đồng, bán ra là 4.054.200.000 đồng. Vàng nữ trang 14K mua vào 29.248.000 đồng trên một lượng, bán ra 31.548.000 đồng trên một lượng, giảm 116.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Mỗi chỉ vàng 14K ở chiều mua vào là 2.924.800.000 đồng, bán ra là 3.154.800.000 đồng. Vàng nữ trang 10K mua vào 20.308.000 đồng trên một lượng, bán ra 22.608.000 đồng trên một lượng, giảm 83.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Mỗi chỉ vàng 10K ở chiều mua vào là 2.030.800.000 đồng, bán ra là 2.260.800.000 đồng. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới và bảng giá vàng được cập nhật mới nhất vào lúc 17:45 chiều nay. Bản tin chiều hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Mọi thông tin giá vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Và cũng như để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn hãy like và chia sẻ video này tới mọi người cùng biết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.